Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Trầm Nịch, giọng đọc Lãm, chương 10. Trời vừa tờ mờ sáng thì Tần Ca đã tỉnh lại. Tối qua khi ngủ thì hắn còn nằm ở phía trên để mà sưởi ấm cho Ngũ Tử Ngang. Nhưng hiện tại hắn lại rúc ở trong lòng của người nọ, bị đối phương gắt gao ôm chặt. Chớp mũi là hơi thở khiến người ta chìm đắm Ngũ Tử Ngang. Tần Ca rất muốn cứ như vậy mà nằm tiếp, nhưng không được. Đêm qua tắt nến, Ngũ Tử Ngang lại sốt cao cho nên là không phát hiện ra những cái hôn ấn ở trên người của hắn. Trước khi Ngũ Tử Ngang tỉnh lại, hắn phải che giấu tất cả hôn ấn này ở dưới lớp y phục. Cẩn thận gỡ ra cánh tay của Ngũ Tử Ngang đang đặt ở trên người của mình, Tần Ca xê dịch ra cái mép giường một chút, rồi chậm rãi ngồi dậy. Đầu giường đã đặt sẵn cái bộ xiêm y sạch sẽ, không cần đoán cũng biết là do ông Quế đã chuẩn bị. Tần Ca lấy xiêm y mặc vào, quay đầu nhìn Ngũ Tử Ngang, đối phương vẫn còn đang ngủ. Đưa tay sờ lên trán của người nọ, nhiệt độ đã hạ xuống rất nhiều, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tần Ca xốc chăn lên rồi chậm rãi xuống giường, khoác ngoại sam vào, sau đó từ từ đi ra ngoài. Hoàng thượng, sao ngài lại đứng dậy? Nhỏ tiếng thôi, đừng có đánh thức hắn, chải tóc cho trẫm, trẫm quay về tẩm cung. Dạ. Bên ngoài không còn động tĩnh, người trên giường mở mắt ra. Hắn nhíu chặt lông mày, kéo chăn lên rồi dúi đầu vào. Hít thở thật sâu cái mùi hương còn lưu lại bên trong chăn của người vừa mới rời đi, làm cho lòng của hắn có một loại chua xót khó mà nói nên lời. Bàn tay chậm rãi mơn trớn lên cái nơi mà hoàng thượng đã ngủ. Ngũ Tử Ngang cắn chặt răng, nhốt mình ở bên trong chăn. Đến khi sắc trời hừng sáng thì hắn mới ló đầu ra từ trong chăn, vẻ mặt mất đi thần sắc dị thường. Có người tiến vào, Ngũ Tử Ngang lập tức làm ra một bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Người vào nhìn thấy hắn mới vừa thức dậy, vội vàng đi đến bên giường, thấp giọng kêu. Vương gia, vương gia, ngài tỉnh rồi sao? Mở ra đôi mắt mông lung, Ngũ Tử Ngang với một cái bộ dáng mơ hồ mà hỏi Ôn Quế. Ông công công, ta... Sóc chăn lên, nhìn xuống y phục bất chỉnh của mình, trước ngực mở rộng, hắn nghi hoặc nhìn lướt qua. Ôn Quế khom lưng xuống rồi đáp. Vương gia còn cảm thấy khó chịu hay không? Đêm qua vương gia sốt cao, làm cho hoàng thượng và nô tài lo lắng gần chết. Đêm qua ta sốt cao. Ngũ Tử Ngang giật mình, ngỡ ngàng mà nhìn Ôn Quế. Qua một lúc thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, có một chút ngượng ngùng mà nói. Ta lại làm cho hoàng thượng lo lắng, hoàng thượng không gọi thái y chứ? Không có, hoàng thượng lệnh cho khổng thống lĩnh ra ngoài cung hốt thuốc cho vương gia. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Tối qua hoàng thượng chiếu cố vương gia cả đêm, lúc này hoàng thượng đã quay về tẩm cung. Vương gia nằm nghỉ ngơi một chút đi, để nô tài đem bữa sáng đến cho người. Ông công công, Ngũ Tử Ngang sợ hãi hỏi. Tối qua hoàng thượng chiếu cố ta cả đêm sao? Ông Quế kiềm chế nỗi đau trong lòng đối với hoàng thượng rồi gật đầu. Đúng vậy, hoàng thượng lo lắng cho vương gia, cũng không cho nô tài giúp đỡ, mà tự mình chăm sóc cho vương gia cả đêm. Trên gương mặt mỉm cười của Ngũ Tử Ngang có một chút miễn cưỡng, sau đó hắn ngồi dậy. Ta đã khỏe hơn nhiều rồi, ta đi gặp hoàng thượng. Vương gia! Ngữ điệu của ông Quế bỗng nhiên có chút trầm trọng. Tiếp theo hắn bình tĩnh trở lại, nói một cách nghiêm túc mà không thất kính. Hoàng thượng mệt mỏi, e rằng là đang ngủ. Ngày mai vương gia phải đi sính lễ ở Liễu Phủ, cũng không thể mang phong hàn đến đó. Vương gia hãy hảo hảo mà dưỡng bệnh, nô tài đi lấy bữa sáng cho ngài. Thân mình của vương gia khỏe mạnh thì hoàng thượng mới có thể yên tâm được. Ngũ Tử Ngang nhìn Ôn Quế, sau một lúc lâu hắn mỉm cười, lùi vào trong chăn. Ôn công công nói rất đúng, ta như thế này mà chạy đến thì không chỉ làm phiền hoàng thượng nghỉ ngơi mà còn làm cho hoàng thượng lo lắng. Ta nghe lời ôn công công, tĩnh dưỡng để tranh thủ ngày mai sẽ khỏe lại. Vương gia nghĩ như thế mới đúng. Ôn Quế thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài để mà đi lấy bữa sáng. Không phải hắn không cho vương gia gặp hoàng thượng, mà là hoàng thượng cần phải nghỉ ngơi. Vương gia mà đến thì hoàng thượng lại phải nhẫn nhịn. Như vậy thì vết thương của hoàng thượng không biết tới khi nào mới lành lặn lại được. Sau khi Ôn Quế rời đi, nụ cười nhu hòa trên mặt của Ngũ Tử Ngang liền biến mất. Nhắm mắt lại, trong đầu là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo kiều diễm. Còn có một người với thân thể lưu lại nhiều dấu vết,
đỏ như hoa mơ. Sau khi trở lại tẩm cung, Tần Ca cũng không có ngủ, chỉ là nằm ở trên giường dưỡng thương. Nghĩ đến sáng nay khi thức dậy thì mình rút vào lồng ngực của Ngũ Tử Ngang, khóe miệng của hắn bất giác mà nhếch lên. Sau khi Tử Ngang quay về từ Lương Châu, trong lòng của hắn mặc dù có chút chua xót như cũ, nhưng lại làm cho hắn nếm được một cái chút ngọt ngào ngày ngày càng lúc càng nhiều. Có lẽ để cho Tử Ngang hồi kinh là một quyết định đúng đắn. Ngày mai người nọ sẽ đi xính lễ đến Liễu Phủ. Nghĩ đến nữ nhân kia, Tần Ca chưa từng đến nơi đó, nhưng lại có một chút oán hận. Lần đầu của Tử Ngang đã dành cho hắn, mà không phải nữ nhân sắp trở thành vương phi kia. Hắn và Tử Ngang phải có một người lưu lại con nói dối. Hắn không thể thân thiết với nữ nhân khác, vậy thì để cho Tử Ngang vì hắn mà sinh con đi. Liệu xong, bất quá cũng chỉ là nữ nhân giúp hắn mang thai thái tử mà thôi. Tàn nhẫn sao? Không, nữ nhân kia đúng là hạnh phúc. Nàng sẽ cùng Tử Ngang sống cả đời, sẽ nhận được cái sự quyến sủng và ôn nhu từ Tử Ngang. Mà hắn bất quá chỉ có thể nhận được hài nhi của nàng và Tử Ngang. Khi hắn đem người mình yêu nhất đưa cho nàng, thì nữ nhân kia đương nhiên cũng phải trả một cái giá đắt. Nếu hắn là phụ hoàng, thì cho dù Tử Ngang có hận hắn, hắn cũng sẽ không hề do dự mà giam cầm Tử Ngang bên cạnh mình. Nhưng hắn không phải là phụ hoàng, hắn không thể cưỡng ép Tử Ngang ở trong cung, cho đến khi Tử Ngang u sầu mà mất đi. Hắn muốn Tử Ngang hưởng thụ uy quyền và thế lực, muốn Tử Ngang danh lưu sử sách, muốn Tử Ngang không hối tiếc cuộc đời này. Chậm rãi trở mình, vì ngủ không được nên Tần Ca lấy ra một quyển sách ở trên đầu giường, tựa hồ đã rất nhiều năm, hắn chưa thoải mái nhẹ nhõm như vậy. Đêm chuyện ngày mai Tử Ngang phải đi sính lễ ở Liễu Phủ vứt ra sau đầu, tâm tình của Tần Ca vô cùng tốt. Hắn chậm rãi lật từng trang sách, suy nghĩ sau này có nên tiếp tục chút rượu Tử Ngang nữa hay không. Ngũ Tử Ngang rất thành thành thật thật mà nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Tuy rằng thân mình của hắn đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ là vẫn chảy một chút nước mũi mà thôi. Ở trên giường dùng ngọ thiện, tính toán canh giờ một chút, hắn mặc lại y phục rồi xuống giường. Ra bên ngoài, Ôn Quế nhìn hắn thì kinh ngạc lên tiếng. Vương gia, vì sao ngài lại ngồi dậy? Ngũ Tử Ngang mỉm cười. Đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cứ nằm mãi thì xương cốt cũng mục ra mất. Ông công công, hoàng thượng đã thức dậy chưa? Ta muốn gặp hoàng thượng. Lúc này Ôn Quế không có ngăn cản nữa, mà chỉ nói. Hoàng thượng đã tỉnh, nô tài đi lấy nước cho vương gia. Đa tạ ông công công. Ôn Quế bưng nước ấm đến, sau khi Ngũ Tử Ngang rửa mặt thì Ôn Quế hầu hạ chải tóc. Lúc này tinh thần phấn chấn bước ra khỏi Thụy Phong Hiên. Trong tay vẫn còn cầm cái chiếc khăn mà tối hôm qua hoàng thượng đưa cho hắn. Ngũ Tử Ngang rất tiếc khi mà dùng nó để lau mũi, bước nhanh về tẩm cung Trường Khánh của hoàng thượng. Đến Trường Khánh cung, sau khi thái giám bên ngoài đi vào trong bẩm báo, thì Ngũ Tử Ngang được phép tiến vào. Hắn lại lau nước mũi đang chảy xuống, rồi phóng như điên vào trong. Trường Khánh cung, Tần Ca ung dung nằm trên nhuyễn tháp mà đọc sách. Trên thân đắp ngang một cái tấm lông cừu màu trắng của Á Mộc Quốc Tiến Cống. Tóc không có được cột cao mà chỉ tùy tiện bới lên bằng một cây trâm bạch ngọc. So với vẻ uy nghiêm lạnh lùng ngày thường của một vị đế vương thì hoàn toàn khác biệt. Lúc này Tần Ca có vẻ thanh thoát mà làm cho người ta cảm thấy rung động. Đi đến trước mặt của hoàng thượng, Ngũ Tử Ngang khom người hành lễ. Hoàng thượng, ta đã đến. Tần Ca lật qua một trang sách, ôn hòa mà hỏi. Đã khỏe chưa? Ngũ Tử Ngang vội vàng lau nước mũi. Đã khỏe. Khi nói chuyện, âm thanh vẫn có chút khàn khàn, cũng mang theo một cái giọng mũi đặc sệt. Lúc này Tần Ca mới nâng cái mắt lên, hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ bị tiếng hừ lạnh này bị hù dọa, Ngũ Tử Ngang rùng mình ngẩng đầu mỉm cười nịnh nọt. Hoàng thượng, ta biết sai rồi. Nói xong, hắn còn không biết xấu hổ mà tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tần Ca, bản sắc lưu manh hiện rõ ràng. Tần Ca bất động, chỉ lạnh lùng mà hỏi. Nghe nói võ nghệ của Lương Vương siêu quần, nội công thâm hậu. Tuy rằng võ nghệ của ta cũng chỉ tầm thường, nhưng cũng biết nội công có thể hộ thể. Nụ cười của Ngũ Tử Ngang cứng đờ, lập tức hô lớn. Hoàng thượng, ai nói với ngài võ công của ta siêu quần, nội công thâm hậu chứ? Vẻ mặt như bị ai đó hãm hại. Tần Ca vừa cầm cái quyển sách che ngay ở trước mặt của Ngũ Tử Ngang. Khổng thông lệnh nói rằng hắn và Lương Vương đã từng tỉ thí, võ công của Lương Vương không dưới hắn. Nếu ta nhớ không lầm thì dường như tiên hoàng đã thỉnh người dạy võ cho ngươi. Nghe nói người nọ là một nhân vật đệ nhất đệ nhị trên giang hồ.
Chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao? Lương Vương căn bản chưa từng học võ. Vừa vặn, hắn có hứng thú đem cái chuyện đêm qua Ngộ Tử Ngang bị nhiễm phong hàn nhai đi nhai lại, cái tên lưu manh này. Ngộ Tử Ngang nắm lấy tay của Hoàng thượng, thừa cơ cầm lấy cái quyển sách trong tay của Hoàng thượng đặt sang một bên, cười mỉa mai hai tiếng. Tiếp theo, bắt đầu xin tha thứ. Hoàng thượng, ngài tha cho ta đi. Khổng Tắc Quy dám bán đứng hắn. Lương Vương rời khỏi kinh thành 3 năm, thật ra lại nghiên cứu binh pháp rất thấu triệt, ngay cả Khổ Nhật Kế cũng lấy ra sử dụng, còn làm rất thật như vậy, ngay cả ta nhất thời cũng nhìn không có ra. Tần Ca rút tay về, bàn tay nóng rực đang bị Ngũ Tử Ngang cầm lấy, không hề bận tâm đến tên lưu manh đang cầu sinh, lạnh lùng nói: "Lương Vương thích bị đông lạnh, vậy tiếp tục đi ra ngoài đi." Ngũ Tử Ngang lao lao cái mũi, lại sụt sịt rất lớn, làm cho hoàng thượng biết hắn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nếu bị ghét cống một lần nữa thì khẳng định rất là thê thảm. "Hoàng thượng, ta không phải sử dụng Khổ Nhục Kế, là ta tự phạt. Hoàng thượng, ngài tạm tha cho ta đi." Nhìn cái mũi của hắn đỏ lên, Tần Ca mềm lòng nhưng vẫn thật sự là tức giận mà nói: Nếu có lần sau thì hoàng thượng cứ phạt đánh ta đi, đánh cho tới khi nào hoàng thượng hết giận thì thôi. Tần Ca trừng mắt với Ngũ Tử Ngang: "Lưu manh!" Ngũ Tử Ngang tiếp tục lau mũi, nhìn thấy chiếc khăn ở trong tay của hắn đã bị bẩn, Tần Ca lại lấy ra một chiếc khăn khác tự trong lòng: "Bỏ cái kia đi." "Đa tạ hoàng thượng." Ngộ Tử Ngang đem cái chiếc khăn bẩn nhét vào trong tay áo, rồi cầm lấy cái chiếc khăn mới để lau mũi. Nhưng hắn không lập tức dùng nó, mà chỉ đặt nhẹ lên chóp mũi một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng nhét khăn vào trong tay áo. Tần Ca nhíu mày: "Ta truyền thái y đến để chuẩn bệnh cho ngươi, không trị dứt thì sau này sẽ phiền hà lắm." Ngộ Tử Ngang suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng tốt, miễn cho có người nói rằng đêm qua hắn tìm lý do để ở lại trong cung." Chỉ trong chốc lát thì thái y đã đến. Sau khi chuẩn bệnh xong xuôi, quả thật Lương Vương bị nhiễm phong hàn. Xem ra đêm qua chuyện Lương Vương ngã vào trong hồ rồi bị nhiễm phong hàn không phải là giả. Sau khi thái y rời đi, không bao lâu thì ngoài cung cũng có người biết được Lương Vương đêm qua quả thật là bị nhiễm phong hàn. Nhìn thấy thái y cúi đầu mà ly khai, Ngộ Tử Ngang nhíu mày. Tần Ca vỗ nhẹ vai của hắn: "Trong cung có lẽ là nên thanh trừ một chút, bằng không ta làm cái gì thì ngoài cung cũng sẽ có người biết rõ. Đã có đại thần bất mãn việc ngươi sau khi hồi kinh luôn qua đêm ở trong cung, bên cạnh ta cần có người trung thành, bên cạnh ngươi cũng vậy." "Ta biết." Ngộ Tử Ngang quay đầu cười ôm nhu với lại Tần Ca: "Mùng 7 ta quay về Lương Châu để xử lý vài chuyện ở đó một chút, rồi mới đi gặp Lương Châu Thất Hiền." Nói xong, hắn đột nhiên cầm lấy bàn tay của Tần Ca: "Hoàng thượng, ta hồi kinh chính là vì phân ưu cùng hoàng thượng." Bị bàn tay ấm áp cầm lấy, Tần Ca bảo trì bình tĩnh cầm lên cái ly trà, nhân cơ hội rút cái bàn tay ra, cúi đầu nhìn cái nước ở trong cái ly trà, rồi thản nhiên nói: "Vậy thì ta giao cho ngươi giải quyết vậy." "Vâng." Dời mắt khỏi môi của hoàng thượng, Ngộ Tử Ngang tự giác mà rót cho mình một ly trà nóng. Hai người nhàn nhã tán gẫu, đa phần là bàn về chính sự trong triều. Ngộ Tử Ngang không có ý muốn hồi phủ, Tần Ca cũng không có mở miệng đuổi người. Sau khi uống thuốc của thái y đưa rồi cùng hoàng thượng dùng bữa tối thì Ngộ Tử Ngang mới chịu quay về phủ. Tần Ca không giữ lại Ngộ Tử Ngang, thậm chí cũng không có đứng dậy. Sau khi Ngộ Tử Ngang chậm rãi lui ra, hắn cầm lấy quyển sách mà ban sáng mình đang đọc dang dở, quên đi nỗi chua xót thản nhiên trong lòng. Xuất cung, lên ngựa, Ngộ Tử Ngang chậm rãi về hướng vương phủ, lấy ra chiếc khăn ở trong tay áo mà hoàng thượng đã đưa cho hắn. Lúc đầu hắn chỉ dùng một cái góc nhỏ, bây giờ đặt ở cái chóp mũi. Ngộ Tử Ngang có thể ngửi thấy hơi thở lưu lại trên khăn của hoàng thượng. Cứ như vậy mà một mạch quay về vương phủ. Ngộ Tử Ngang đem khăn cất vào trong tay áo rồi gõ cửa. Một khi hắn hồi phủ thì bên trong phủ sẽ lập tức trở nên náo nhiệt, không ít người vây quanh hỏi thăm sức khỏe của hắn. Ngộ Tử Ngang chỉ cười mà trấn an bọn họ, sau đó nhanh chóng vào phòng của cô nãi nãi. Hứa Ngũ Thị lo lắng cả ngày lẫn đêm, lúc này nhìn thấy khí sắc bình an của hắn thì mới yên lòng, nhẹ nhàng vỗ vài cái trên vai của Ngộ Tử Ngang xem như khiển trách, sau đó kéo hắn qua gian phòng kế bên, chỉ lên trên bàn: "Tử Ngang, đây là xính lễ của ngươi, sáng mai bà mối sẽ đi cùng với ngươi. Cô nãi nãi đã xem xét kỹ lưỡng, không còn chỗ nào sai sót. Sáng nay lễ bộ đại nhân đến bái niên,
ngươi không có ở trong phủ, hắn nói hoàng thượng ra lệnh cho lễ bộ phụ trách hôn sự của ngươi, hỷ phục của Song Nhi đều giao cho Ngự Tú Phường làm. Lòng ân của hoàng thượng đối với Ngũ gia chúng ta thật sự là như trời như biển. Hứa Ngũ thị cảm khái, không phát hiện mi tâm của Ngũ Tử Ngang đang nhíu chặt. Cô nãy nãy, ta... Tử Ngang, nhìn thấy ngươi sắp thành thân, cô nãy nãy thật sự là rất cao hứng. Trong mắt của Hứa Ngũ thị có lệ, thương cảm mà nói, đại ca đại tẩu đã sớm đi xa, nay ngươi sắp thành gia lập thất, bọn họ có củ tiền cũng có thể an tâm. Chờ đến khi Song Nhi sinh hài tử, Ngũ gia có người nói dối, cô nãy nãy ta có xuống củ tiền cũng còn mặt mũi mà đi gặp đại ca đại tẩu. Nói xong, nàng khóc sụt sùi. Ngũ Tử Ngang ôm cô nãy nãy vào trong lòng, hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên khàn khàn. Cô nãy nãy, ta thành thân thì ngươi nên vui mừng mới đúng chứ, vì sao lại khóc? Ta đang vui, rất là vui mừng. Hứa Ngũ thị vội vàng lau mặt, ngẩng đầu cười ha hả rồi nói, Tử Ngang nhà chúng ta sắp thành thân, cô nãy nãy sẽ cố gắng sống khỏe, sống cho đến khi nhìn thấy tôn tử ra đời, sống cho đến khi nhìn thấy tôn tử thành gia lập thất. Ngũ Tử Ngang mỉm cười ôn hòa mà nói, cô nãy nãy cũng không thể nói không giữ lời đó nha, người phải nhìn thấy tôn tử thành gia lập thất đó. Khóe mắt đầy nếp nhăn của Hứa Ngũ thị mang theo hạnh phúc. Cô nãy nãy đã bắt đầu trông mong, mau chóng thành thân làm cho Song Nhi sinh hạ một tôn tử cho cô nãy nãy. Hầu kết của Ngũ Tử Ngang giật giật, nhưng mở miệng lại là một cái tự hào. Đi gặp nhị đệ tam đệ, sau đó Ngũ Tử Ngang quay về phòng, tâm trạng nặng nề ngồi trên giường. Trong lòng Tử Anh tựa hồ cũng có tâm sự, khi nói chuyện với hắn mà Tử Anh cũng không hề lên tiếng trả lời. Nhưng lúc này Ngũ Tử Ngang cũng không có bận tâm nhiều hơn, lấy ra chiếc khăn ở trong lòng. Hắn lại đặt lên mũi rồi hít vào một hơi, hàng lông mày nhíu chặt. Mùi hương của hoàng thượng sắp bị hơi thở của hắn che lấp mất rồi. Hít thật sâu vài cái, Ngũ Tử Ngang ngã người ra phía sau, ngửa mặt nằm trên giường. Ngày mai phải đi xính lễ, Ngũ Tử Ngang không hề cảm thấy vui sướng. Khi hắn bị hạ chỉ sau 2 tháng phải thành hôn thì hắn cũng không quá đỗi vui mừng. Thành thân sinh con, đối với hắn mà nói cũng tựa hồ như ăn cơm đi ngủ, không có cái gì gọi là kinh hỷ, chỉ là một việc phải làm trong đời người. Nhưng hiện tại, phần vui mừng ít ỏi đã hoàn thành, không còn sót lại một chút gì. Thậm chí ngay cả gương mặt của Liễu Song mà hắn còn không có nhớ rõ, trước mắt chỉ là cái gương mặt của một người lạnh lùng, lạnh nhạt, nhưng người nọ đôi khi lại nhếch môi mỉm cười đối với hắn. Nhẹ nhàng xoa tay, Ngũ Tử Ngang chậm rãi nhớ lại cái cảm giác khi vuốt ve người nọ. Hạ thân bỗng nhiên nóng lên, đêm đó hắn cưỡng bức hoàng thượng hay sao? Rất nhiều chuyện không nhớ rõ, hắn chỉ biết mình đã đại bất kính với hoàng thượng. Nhưng rốt cuộc đã bắt đầu như thế nào thì hắn lại không có nhớ rõ. Nhưng trong ký ức mơ hồ lại không có thấy hoàng thượng thịnh nộ hay là kháng cự. Nếu hoàng thượng không muốn, Khổng Tắc Quy ôn quế ở ngay bên cạnh, hắn làm sao có thể thực hiện được? Nghĩ đến thái độ sau đó của hoàng thượng, hạ thân của Ngũ Tử Ngang cương cứng đến phát đau. Là hoàng thượng nguyện ý sao? Hoàng thượng! Âm thanh khàn đặc, Ngũ Tử Ngang nắm chặt cái chiếc khăn ở trong tay. Là hoàng thượng nguyện ý. Khi nhận rõ được cái điểm này, hai mắt của Ngũ Tử Ngang lập tức mở to, hô hấp dồn dập, thậm chí có một chút bối rối. Rất lâu sau đó, Ngũ Tử Ngang đè xuống hạ thân đang cương cứng như thiết, trong cái khóe mắt một cái tia mãnh liệt. Sau khi thành thân, mau sinh một tiểu nam hài. Ta sẽ đích thân giáo huấn thái tử, như vậy thì có thể kế thừa đế vị của ta. Ngũ Tử Ngang lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Kỳ thật cho đến bây giờ, hắn cũng không phải là một người ôn nhu. Cho đến bây giờ, không phải như vậy. Sáng mùng 3 đầu năm, đêm qua đến khuya mới ngủ. Lúc này Ngũ Tử Ngang lại bị Ngũ Hiến gọi dậy từ trong ổ chăn. Ngũ Tử Ngang chậm rì rì mà rửa mặt rồi dùng điểm tâm. Ngũ Hiến nhìn thấy như vậy thì cũng không có ngừng mà ghé vào lỗ tai của hắn, huyên náo ầm ĩ. Vương gia, nhanh lên, đi xính lễ cũng phải đúng giờ lành, qua giờ lành rồi thì sẽ không có tốt. Ngũ Tử Ngang khó chịu mà liếc mắt nhìn Ngũ Hiến một cái. Còn đến một canh giờ nữa, ngươi xem nơi này là Lương Châu chắc, vào kinh thành phải mất đến 3-4 ngày hay sao? Từ Lương Phủ cởi ngựa đến Liệu Phủ bất quá cũng chỉ có 3 nén nhang. Đi đi đi, để cho ta yên ổn mà ăn một chút coi. Bổn vương chỉ mới khỏi bệnh thôi đó. Ngũ Tử Ngang rất ít khi xưng là bổn vương,
cho dù là ở trước mặt hạ nhân cũng sẽ không. Bất quá khi hắn tự xưng bổn vương, tức là lúc hắn khó chịu hoặc là trong những cái trường hợp cần thiết. Hiện tại có thể khẳng định là hắn đang khó chịu. Ngũ Hiến không thể không buông tha hắn mà đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn đang buồn bực vì sao vương gia lại bị ngã vào hồ nước. Khi Ngũ Hiến nhìn không được mà lại tiến vào thúc giục, thì Ngũ Tử Ngang mới chịu thu dọn ổn thỏa. Ra sân, trước tiên là thỉnh an cô nãy nãy, sau đó Ngũ Tử Ngang dẫn theo Ngũ Hiến và bà mối, cùng với ba cỗ xe lớn chở xính lễ đi đến Liệu Phủ. Dọc đường đi, dân chúng trong thành đều dừng chân để mà xem náo nhiệt. Ngũ Tử Ngang cảm thấy may mắn khi mà mình không có cưỡi ngựa mà chỉ ngồi trong xe. Đoàn xe tiến vào phố Huệ Lam, người nghênh đón trước Liệu Phủ đã chờ rất lâu. Liệu Vân Phi lo lắng đứng trước cửa, vừa thấy đoàn xe của Vương Phủ tiến đến thì lập tức phái người vội vàng đi thông báo cho phụ mẫu. Lương Vương Ngũ Tử Ngang tuy rằng không có được phong thái ấp, nhưng sau khi hắn vào kinh thì cơ hồ ngày ngày đều ở trong cung, lòng ân đầy người. Nay Liệu gia kết làm thông gia với Lương Vương, Liệu gia có thể nói là phi thường nở mày nở mặt. Cùng nghênh Lương Vương xuống xe, trên mặt của Liễu Vân Phi làm sao còn cái vẻ khinh thường như lúc trước Lương Vương gặp chuyện rủi ro. Tiến vào trong chính sảnh, Liễu Nhiễm và chính thê đứng ở trên ghế chủ tọa, hai người cười toe toét. Từng rương xính lễ được khiêng vào, bà mối hưng phấn đọc lên cái danh mục lễ vật, giống như là ngày thành thân của chính mình. Xính lễ nhiều như thế, thậm chí hoàng thượng đặc biệt coi trọng cái hôn sự này. Gương mặt già nua của Liễu Nhiễm cười đến mức nhăn nhấm cả lên. Sinh con, nuôi con để trông cậy tuổi già. Sinh ra được một cái nữ nhi như hoa như ngọc, lại còn có thể đem về mang vô số cái vinh hiển nữa. Nhạc mẫu càng nhìn nghĩa tế lại càng thấy cao hứng. Liễu Trương Thị cực kỳ hài lòng đối với cái người nghĩa tế này. Liễu Nhiễm thì càng không cần phải nói. Ngô Tử Ngang cũng cười te tét, tựa hồ cũng vội vã muốn thú Liễu xong về nhà. Ngũ Hiến ngây ngô cười, trong lòng lại nói thầm, hiện tại vương gia thật cao hứng, nhưng mà buổi sáng lại để cho hắn phải thúc giục 3 lần 4 lượt, thật không hiểu vương gia rốt cuộc là muốn cái gì. Ngũ Tử Ngang thật ra cũng không muốn cái gì, chỉ là muốn nhanh chóng thành thân với Liễu Song, rồi sinh hạ hài tử. Sau khi đưa xính lễ dựa theo quy củ, Ngũ Tử Ngang cũng không có ở lại Liễu Phủ dùng bữa. Trước 15 tháng 2 thì hắn và Liễu Song sẽ không có gặp mặt. Vương phủ cũng bắt đầu bố trí, chờ 2 tháng sau thì Vương Phi sẽ nhập phủ. Muốn nói người vui vẻ nhất, rõ ràng chính là cô nãi nãi Hứa Ngũ Thị. Năm nay nàng cũng đã 63 tuổi, trông mong Ngũ Tử Ngang nhanh chóng thành thân để sinh cho nàng một tôn tử. Lúc này, Tử Ngang sắp thành thân, nàng chờ đến sang năm là được ôm tôn tử. Trong kinh thành thì bọn quan viên đều biết hôm nay là ngày Lương Vương đi sính lễ. Sau khi buổi trưa thì rất nhiều quan viên kéo đến trước cửa để mà bái kiến Lương Vương. Đương nhiên cũng chúc mừng Lương Vương sắp đại hôn. Khác hẳn với dị vãng, lần này có rất nhiều quan văn đến bái niên, bao gồm cả nội các Su Mật Viện, Tham Viện, Tiếu Thọ, Tiếu Đại Nhân. Ngô Tử Ngang thụ sủng nhược kinh mà sức môn nghênh đón, có vẻ thập phần kinh ngạc. Tiếu Thọ đến phủ, Ngũ Tử Ngang đưa ra những cái món tốt nhất để mà chiêu đãi, thái độ cung kính, không hề có một chút ngạo mạn của người vương gia. Hai người ở Lương Châu xem như là cũng có giao tình, bọn họ vừa cười vừa trò chuyện với nhau. Mãi cho đến khuya thì Ngũ Tử Ngang mới có một chút rảnh rỗi. Vừa trở lại phòng, Ngũ Tử Ngang vì một người đột nhiên xuất hiện trong phòng mà lập tức biến sắc. Khổng thống lĩnh, vì sao ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ hoàng thượng... Ngô Tử Ngang cảm thấy tinh thần căng thẳng. Khổng Tắc Quy thản nhiên mà nói, hoàng thượng không sao, ta đến đây để thay hoàng thượng truyền thư cho Lương Vương. Thư trên bàn, ta xin cáo từ. Đi qua trước mặt của Ngô Tử Ngang, Khổng Tắc Quy lặng lẽ ly khai. Cũng giống như khi hắn đến đây, không hề kinh động bất luận kẻ nào khác. Ngô Tử Ngang nhíu mày nhìn Khổng Tắc Quy rời đi. Hắn thầm nghĩ, thị vệ trong phủ cần phải tăng cường. Bất quá suy nghĩ lại một chút thì có lẽ là không nên làm như thế. Sau này hoàng thượng muốn đưa thư cho hắn, chẳng phải sẽ bất tiện hay sao? Nhìn mười mấy cái hộp đặt ở trên bàn, Ngũ Tử Ngang cầm lấy lá thư. Tử Ngang, tất nhiên là cơ hội tranh thủ giao tình. Bọn quan viên cho dù có chức vụ như thế nào thì có ai lại không yêu thích vật chất. Ngươi rời kinh thành 3 năm cũng không biết sở thích của bọn họ. Ta đã chuẩn bị mấy phần lễ vật cho ngươi, là lúc để ngươi biểu hiện tâm ý.
Tối nay nên đi nghỉ sớm, sáng mai còn phải lo liệu công chuyện. Không có lạc khoản, mặt sau là lại viết tỉ mỉ những thứ mà năm vị đại thần thích nhất. Chức vụ lại bộ thượng thư và thị lang vẫn còn đang bỏ trống. Nhạc phụ của Ngũ Tử Ngang là hộ bộ thượng thư, vì vậy chỉ có 4 bộ lễ vật, thậm chí ngay cả lễ vật của Thái sư Lâm Giáp yêu thích cũng được viết ra. Trong lòng của Ngũ Tử Ngang trầm xuống, hốc mắt trở nên ướt át. Hắn mở từng chiếc hộp, đều là lễ vật mà những người đó yêu thích. Nhưng có một hộp không tương ứng với sở thích của bọn quan viên. Đó là một chuỗi tràng hạt bằng dương chi ngọc. Mỗi một viên ngọc đều có kim long quấn quanh. Kim long không phải bằng vàng, mà là nhan sắc của dương chi ngọc. Mỗi một viên đều là cực phẩm. Ngũ Tử Ngang lấy thư ra để đối chiếu một lần nữa. Chuỗi tràng hạt quả thật là không có tương ứng với sở thích của bọn quan viên. Ngũ Tử Ngang cầm lấy rồi quan sát cẩn thận, sau đó đột nhiên mỉm cười, rất tự giác mà đeo vào cổ tay của mình, thật là vừa vặn. Thời này nam tử cũng không có kiêng dè mà mang một chút trang sức này nọ. Ngũ Tử Ngang giơ tay lên, nhìn hơn nửa ngày, trên mặt cười đến mức ngốc nghếch. Cất vào lá thư bảo bối của hoàng thượng, Ngũ Tử Ngang bắt đầu thu dọn những cái chiếc hộp. Trong thư, Tần Ca muốn Ngũ Tử Ngang đi nghỉ sớm, ý tứ trong đó chính là muốn bảo hắn không cần tiến cung tối nay. Ngũ Tử Ngang rất là muốn tiến cung, bất quá hắn phải nhẫn nại, hoàng thượng rất cần phải nghỉ ngơi. Vô cùng cao hứng mà rửa mặt, Ngũ Tử Ngang leo lên giường lấy ra chiếc khăn từ ở dưới gối. Hắn nhăn mặt nhíu mày, phải tìm cơ hội xin hoàng thượng thêm một chiếc khăn khác mới được. Để ôn quế thoa dược, Tần Ca cũng sớm đi nghỉ ngơi. Viết lá thư này, hắn biết Ngũ Tử Ngang đêm nay sẽ không tiến cung. Hắn đương nhiên hy vọng người nọ đêm nay có thể vào cung với mình, nhưng vết thương của hắn cần phải tịnh dưỡng. Hơn nữa, hắn không thể để cho bản thân mình có cái thói quen có người nọ bên cạnh, bằng không sau này thì sẽ phiền hà. Có người đã bẩm báo với hắn về cái việc Ngũ Tử Ngang đi đưa sính lễ. Thân là hoàng thượng thì làm sao mà không có tai mắt được. Chẳng qua cơn đau dưới hạ thân luôn luôn nhắc nhở hắn, cái đêm kiều diễm hôm đó chỉ có một chút mất hứng mà thôi, nhưng lập tức lại bị cái niềm vui sướng chôn vùi. Sáng ngày hôm sau, Ngũ Tử Ngang không cần Ngũ Hiến tiến đến thúc giục thì đã vội vội vàng vàng mang theo lễ vật ra khỏi phủ. Lúc này hắn dẫn theo tam đệ Ngũ Tử Hoa, cũng muốn mượn cơ hội cho Ngũ Tử Hoa tiếp xúc với các đại thần ở trong triều. Ngũ Tử Ngang trước tiên là đi đến phủ đệ của Thái sư Lâm Giáp. Lâm Giáp thích thanh tịnh, phụ đệ cũng không có lớn. Lâm Giáp là lão sư của hoàng thượng, cũng kiêm thị độc của Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang cung kính hành lễ. Lâm Giáp từ trước đến nay không thích việc mượn hơi dựa dẫm của đám quan viên. Lễ vật mà Ngũ Tử Ngang dâng lên cũng chỉ là một phần sủi cảo do chính ở trong nhà gói ra, cùng với bánh chưng còn có một cái giỏ thọ đào. Tuy rằng Lâm Giáp đã dạy cho Ngũ Tử Ngang, nhưng hắn chủ yếu là phụ trách dạy thái tử, tình cảm sư đồ với Ngũ Tử Ngang cũng không có sâu. Nhưng là trưởng bối thì hắn phi thường thích Ngũ Tử Ngang, bởi vì Ngũ Tử Ngang rất trung thành với hoàng thượng. Nhưng làm thái sư thì hắn lại kiêng kỵ Ngũ Tử Ngang, vì hoàng thượng rất tin tưởng cái người này. Lâm Giáp thật không có ngờ Lương Vương lại dâng lên lễ vật bình thường như vậy cho hắn, bất quá trong lòng hắn quả thật rất là thích. Thái độ làm người của Lâm Giáp thanh chính, không có giao tình quá mức với bọn quan viên ở trong triều. Cho dù là môn sinh của hắn, thì sau khi bọn họ làm quan, hắn cũng không để cho bọn họ thường xuyên lui tới trong phủ đệ của mình. Vì vậy, sau khi khách sáo với Ngũ Tử Ngang vài câu, thì hắn liền có ý tứ tiện khách. Ngũ Tử Ngang cũng không có gượng gạo, sau khi dâng lễ vật thì liền dẫn tam đệ ly khai khỏi phủ thái sư. Bước ra khỏi phủ thái sư, Ngũ Tử Hoa nhỏ giọng nói với đại ca. Thảo nào hoàng thượng kính trọng thái sư như vậy, thái sư không hổ là thái sư. Ngũ Tử Ngang gật đầu. Cho nên, ngươi phải học hỏi nhiều một chút. Vào triều làm quan có nhiều chuyện phức tạp, không phải như là làm thương nhân đâu. Vâng, để biết. Ly khai phủ thái sư, kế tiếp Ngũ Tử Ngang đi đến quý phụ của hành chính tham viện Trần Hí Ngôn. Từ lần trước buộc tội Phí Khuôn và Bạch Lộc Niên, Trần Hí Ngôn tuy rằng không bị hoàng thượng trách tội, nhưng lại vô cùng khó chịu. Đệ trình người tuyển chọn chức vụ lại bộ thượng thư và lại bộ thị lang, thì hoàng thượng lại trì hoãn không có phê duyệt. Trần Hí Ngôn mấy cái ngày tất niên chỉ ôm bệnh ở trong phủ, khi Lương Vương đến thì hắn có một chút giật mình. Hắn và Lương Vương cũng không có giao tình, bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng hiểu rõ.
Trần Đại Nhân, vãn bối Ngũ Tử Ngang vốn nên sớm đến quý phụ để bái niên Trần Đại Nhân, chỉ là lúc trước trong phủ bận rộn nhiều việc, mong rằng Trần Đại Nhân không trách. Đây là một chút lễ mọn, trước tiên là bái niên Trần Đại Nhân, tiếp theo cũng là nhân dịp tất niên mà đến nhận tội với Trần Đại Nhân. Ngũ Tử Ngang ra hiệu, Ngũ Hiến liền đem phần lễ vật đặt lên cái chiếc bàn bên cạnh Trần Hí Ngôn. Trần Hí Ngôn nói một cách khách sáo, vương gia vừa mới hồi kinh, lại sắp thành thân, công việc đương nhiên rất bề bộn, hạ quan không dám trách cứ, đáng lẽ là phải là hạ quan đến bái niên vương gia mới đúng. Ngô Tử Ngang đứng dậy, tự mình mở ra một cái hộp, bên trong là một bức họa. Tử Ngang cũng không biết Trần Đại Nhân thích cái gì, là tam đệ tử qua của ta bảo rằng Trần Đại Nhân ngày thường thích tranh sơn thủy, vừa vặn ta có một bức tranh sơn thủy của Tùng Đào Tử, ta cũng không biết thật hư như thế nào, thỉnh Trần Đại Nhân giám định một phen. Trên mặt Thủy Chung vẫn là khách sáo, nhưng nghe đến tranh của Tùng Đạo Tử thì trong mắt của Trần Hí Ngôn liền hiện lên kinh hỷ. Khi Lương Vương lấy ra bức họa, hắn có chút vội vàng khẩn trương, cẩn thận giám định một phen, hắn liên tục gật đầu. Quả là bút tích của Tùng Đạo Tử, hơn nữa lại là một trong 10 bức họa cuối đời của Tùng Đạo Tử. Không biết là cái bức họa này Lương Vương có được từ đâu? Ngô Tử Ngang hổ thẹn mà mỉm cười. Lần trước từ Lương Châu quay về kinh thành, thu dọn được không ít tạp vật. Vốn định là thiêu hủy cái bức tranh này, nhưng người hầu của ta tò mò nên lấy ra xem. Ta vừa thấy có con dấu của Tùng Đạo Tử thì liền giữ lại. Định là sau khi hồi kinh tìm người giám định, coi có phải là thật hay không. Nếu hỏi được từ đâu thì ta cũng thật sự là không có biết. Cô nại nại của ta thích giúp người, có thể là ai đó đáp tạ nàng mà đưa tặng. Trên mặt của Trần Hí Ngôn tràn đầy đau lòng mà nói, may mắn mà vương gia không có quỷ nó, đây xác thực là bút tích của Tùng Đạo Tử. Thô nhân, thật sự là thô nhân. Ngô Tử Ngang thở phào nhẹ nhõm mà nói, thật tốt quá, ta không hiểu họa pháp, đặt ở nơi ta cũng lãng phí, không bằng để ở chỗ của Trần Đại Nhân, xem như bức họa tìm được một người chủ tốt. Trần Hí Ngôn lập tức rụt rè mà nói, thứ này rất quý giá, thật sự là không có ổn. Ngũ Tử Hoa nhìn ra, lập tức phụ họa. Trần Đại Nhân, ca của ta cũng không phải khiêm tốn, nhà của ta không có ai hiểu được thư họa. Lần này hồi kinh bởi vì ngại phiền hà mà đã thiêu hủy không ít thư họa, cũng không biết bút tích là thật hay là giả nữa. Trời, làm sao có thể hủy như vậy được? Lúc này Trần Hí Ngôn nhìn không được mà nói, nói không chừng có rất nhiều bút tích là thật đó, quỷ rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Ngũ Tử Hoa ngượng ngùng gãi đầu, chúng ta cũng không biết thưởng thức, cảm thấy không có sao. Trời, Trần Hí Ngôn vỗ tay xuống đùi, sau này vương gia có thư họa, tốt nhất là cứ đưa đến cho lão phu nhìn một chút. Có vài bút tích thật sự là bảo bối vô giá, nếu bị thiêu hủy thành tro rồi thì tổn thất về ngân lượng là nhỏ, nhưng làm cho hậu thế thiếu đi một bức họa tuyệt thế thì mới là lớn. Lương Vương bất quá cũng chỉ là thô nhân. Ngũ Tử Ngang và Ngũ Tử Hoa thụ giáo mà gật đầu. Ngũ Tử Ngang nói, sau này nếu ta tìm được một bức họa nào thì nhất định sẽ đem đến cho Trần Đại Nhân nhìn thử. Được, 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 tuyệt đối đừng có thiêu hủy. Trần Hí Ngôn thật cẩn thận mà cuốn cái bức họa kia lại, bỏ vào trong hộp, không còn nói là không cần nữa. Sau khi được tặng một bức họa thì sắc mặt của Trần Hí Ngôn tốt hơn rất nhiều, vui tươi hớn hở mà dẫn Ngũ Tử Ngang cùng Ngũ Tử Hoa vào thư phòng của mình để cho bọn họ nhìn xem nơi cất giữ thư họa, nói cho bọn họ những thứ này đều là bút tích thật, cho dù là mô phỏng thì cũng phải giữ gìn cẩn thận. Ngũ Tử Ngang và Ngũ Tử Hoa rất khiêm tốn mà học hỏi một phen, làm cho Trần Hí Ngôn cảm thấy hai cái người trẻ tuổi này thật dễ giáo huấn. Trò chuyện khoảng một canh giờ, Ngũ Tử Ngang dẫn Ngũ Tử Hoa rời khỏi Trần phủ, tiếp theo là đi đến phủ đệ của Su Mật Viện tham viện Tiếu Thọ.